Giới thiệu với mọi người, đây là tiết mục mở màn. Trời đổ mưa cho phủ giấc mênh mông, thôi lòng bao nội. Ồ, hậu quá khóc, cười lên, có nước có tiền, có nước có tiền. Tôi ngộ quá bà hả? Ai hỏi ai ai, ai hiểu được nỗi đau của lòng tôi. Thank you.
buồn thiêu luôn rồi. Mưa rầu lắm mọi người ơi. Đêm ra nữa là mưa đêm thứ ba rồi. Nhưng mà được cái hôm chủ nhật đó thì là chỉ mưa đầu giờ thôi. Đến khi vô diễn thì tạnh mưa. Trời cũng thương. Có hai ngày nay thứ hai thứ ba thì coi review là mưa rất là to mà lại ngay cái giờ mình chuẩn bị mở màn nữa. Thì những cái mưa đầu cuối mùa á mọi người, nó vô chừng lắm. Tự nhiên sáng tới chiều nắng quá trời luôn. Mà tới nhà điểu hôm nay trời sẽ đẹp. Lúc sáu mấy kéo may cho nó rồi tiêu rồi, bây giờ mưa. Mưa lớn thiệt lớn luôn. Mưa lớn hơn tiếng lòng của Nhã nữa. Tiếng lòng của Nhã nó kêu tọt tọt tọt. Rầu không mọi người? Hy vọng là mau hết mưa đi chứ rầu quá rồi. Dạ, mới sắp gian cho tổ rồi, cầu xin cho mau hết mưa. Mở màn trễ chút xíu cũng được. Tội là tội khán giả lặn lội tới đây. Đến cho xem Hương Nam hát thì tặng mưa cái là Hương Nam mở màn liền. Thổ được bao nhiêu dòng không quan trọng, nó quan trọng là khán giả đến đây là mình phục vụ là vui rồi. Kệ đi tới đâu tới. Là tiếp theo không có mưa nha. Hôm nay là cơn mưa cuối cùng rồi nha. Cơn mưa cuối cùng của năm 2021 nha. Cho làm ăn mấy ngày cuối năm làm ăn cho nó suôn sẻ nha mọi người nha. Mưa trôi đi hết những dịch bệnh của một năm vừa qua. Trôi hết những cái buồn phiền, trôi hết những cái xui xẻo. Những cái gì gút mắt của năm cũ, mưa đi trôi hết luôn mọi người nha. Trôi xuống tống đi ra ngoài biển luôn. Vậy đi. Một năm mới tươi mới hơn. Một năm mới tươi mới luôn, rửa sạch bụi bẩn. Một năm 2021 nhiều biến động, nhiều cái chuyện buồn. Thì bây giờ cơn mưa này giống như là rửa trôi hết luôn nha mọi người. Mình nghĩ theo hướng tích cực đi là cuộc sống mình sẽ lúc nào cũng tươi vui nha mọi người nha. Buồn thì buồn một chút trước đây công việc của mình, mà mưa là nó sẽ không được như ý muốn, nhưng mà không sao, mình nghĩ theo hướng tích cực là mọi chuyện nó cũng rất là hoan hỷ nha mọi người nha. Cảm ơn chị Ngọc. Hello mọi người, trước khi vô vấn đề chính thì chào đón mọi người đang đến kênh Dạy Chí Việt 24 giờ. Nhớ nhấn chuông và đăng ký, đừng bao giờ bỏ kênh nha. Thực sự xin chia sẻ với mọi người như thế này. Đây, mọi người nhìn hiện tượng đây. Rồi, mọi người thấy không? Thấy cái gì chưa? Mọi người thấy rõ cái gì chưa? Rồi, xong rồi. Cho mọi người thấy tiếp một điều. Đây. Cái gì đây? Nó vô. Nó đang dồn. Rồi, con này đang làm gì? Hứng nước. Chỗ của em. Trời ơi, nguyên một bịch nước rồi đó. Cái cảnh này làm cho Cát Thi nhớ á, là cách đây khoảng 11, 12 năm về trước, là Cát Thi đi đoàn lô tô ở dưới quê miền Tây. Mà Cát Thi nhớ là Cát Thi đi đoàn tại Kiên Giang. Không, trước nữa là Cát Thi đi ở dưới Kiên Giang ngay chợ chuột Bình Minh. Thì Cát Thi ở dưới gầm, mà nói thật sự nha, cái sân khấu này á là sân khấu chất lượng cao á, giống như đại nhạc hội của Phương Tường hồi xưa vậy. Sân khấu giống vậy nè, mà sân khấu của mình là ok nhất luôn, nhưng mà đã còn bị dồn, mọi người thấy không? Thì mọi người cứ thử tưởng tượng đi hồi xưa như thế nào nữa. Trời ơi, nhiều khi á, tới giờ mà ngủ không, trời ơi, dưới nó ướt mà không được, không có chỗ ngủ luôn á mọi người. Cái thời đó thì thời diện trùng kính nè. Thời lúc đó, chị, xây qua đây. Thời đó lúc đó chị còn con gái. Cái miệng mày quá trời rồi Nhã ơi, tôi lại mày á. Chị còn chơi vào cái miệng bà dẻ chơi, chạy dưới luôn, kiểu nước chảy rồng kìa. Xui ghê. Mọi người đừng nghe Nhã luôn. Nhã là quản lý. Thật sự nó quản lý gì mọi người biết không? Nó quản lý mấy cái nghiệp nó quăng em đó mọi người. Nó giỡn vậy thôi cho mọi người biết không? Thật sự ngày hôm nay đó mưa nè mọi người. Mà gần tới giờ diễn còn có nửa tiếng thôi. Tới giờ diễn thì mưa ầm xuống. Làm dột hết sân khấu, chị em ai cũng ướt mình ướt mặt. Thế cho hoàn cảnh này chị hát bài gì nói nghe đây. Em sẽ hát à. Cuộc đời em bê đê chấp nhưng làm cho hề tuân. Tao chị phải hát cái câu của Tú Quỳnh nó mới vô. Tú Quỳnh nó hát cuộc đời bê đê. Em yêu anh rồi em lấy gì được anh đâu. Tú Quỳnh hát khúc đó rất là ngọt mọi người. Mà thật sự nha, Tú Quỳnh lúc mà nó hát bài đó đó mọi người, các bạn ở dưới Đắk Lắk gọi là Gia Lai, Pleiku. Thật sự người ta nói tiếng miền Tây hết luôn. Người ta không nói tiếng người Lai, người dân bản địa luôn. Mà tao nói thành miền Tây. Vậy he. Ngon quá he. Ngọt nước dễ sợ. Con này nó mừng cái chi.
mà nó nói ra cái câu nào câu nấy, nó hát câu nào câu nấy ngọt liếm mà. Mèn đét ơi, nó giỡn nè mọi người, chứ thật sự á là sân khấu mình á nó đang bị dột nè mọi người. Và bây giờ các anh chị em trong Lưu Tô Hương Nam đang ai anh thì đi vi phụng chứ nè mấy má ơi, nó giỡn thôi mọi người. Thật sự mấy cây cổ thụ đó, mấy cây đa cây đề đó mình đáng nể nha mọi người nha, để giỡn vui vậy thôi chứ thật sự mấy chị cũng hiểu nha. Hỏi sủ mụ qua đừng có kêu tùm lum tùm la xuống nha. Dạ nó giỡn vậy thôi mọi người, thì mong mọi người nhớ là mình lúc nào cũng đến Lô Tô Hương Nam bằng cái tấm lòng mà các Thi kính mời mọi người. Các Thi không đủ bản lĩnh để thay mặt hết tất cả các anh chị em, nhưng mà các Thi kính mời mọi người đến đây ủng hộ cho tất cả các thành viên. À mọi người là fan ai cũng được, nếu mà là fan Tâm Thảo cũng được, fan gì em hát gì em. Má ơi má không đủ bản, má ơi đó, má ơi đó, 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 đó.